Quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Thư để điều tra về tội nhận hối lộ. Phó Chủ tịch tỉnh An Giang bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng trên, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phó Chủ tịch tỉnh An Giang. Liên quan đến vụ án này, ngày 15 tháng 8, cơ quan điều tra khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. Ông Trí bị điều tra về tội nhận hối lộ. Nhiều thuộc cấp của ông Trí cũng bị khởi tố, điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 người về tội đưa hối lộ, gồm Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Võ Truyền Thống, Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu, tổng 68. 3 người trên còn bị khởi tố điều tra thêm về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.